tư đến với bản tin Morning Note sáng ngày 6 tháng 10 năm 2020 do công ty chứng khoán Zonta Việt Nam thực hiện. Chủ đề ngày hôm nay, nhịp điều chỉnh có thể xuất hiện, cổ phiếu khuyến nghị SSC, TIB. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng điểm qua diễn biến thị trường thế giới. Phố Wall tăng mạnh trở lại, tâm lý lạc quan về gói kích thích và sức khỏe của Tổng thống Donald Trump đã cải thiện. Chủ tịch Hạ viện đã báo tiến độ của cuộc thỏa thuận cho gói kích thích đang diễn ra nhanh chóng. Đồng thời, Trump cũng cho biết sức khỏe đang được cải thiện và có thể nhanh chóng xuất viện. Chỉ số Dow Jones đóng cửa tăng 1.7% và xu hướng ngắn hạn của chỉ số này cũng được nâng lên mức tăng, cho thấy diễn biến ngắn hạn đã tích cực hơn. Về diễn biến các quỹ ETF, quỹ FU EVF VND tiếp tục hút ròng 2,6 tỷ vào chứng chỉ quỹ khi tỷ lệ remun của quỹ này đang là 0.12%. Về diễn biến thị trường Việt Nam, khối ngoại bán ròng 183 tỷ. Trong đó bán ròng mạnh nhất ở Vinamilk, STB, DEG, nhóm cổ phiếu ngân hàng như CTG, BID, Vietcombank. Ở trường mua ròng thì khối ngoại vẫn chủ yếu tập trung mua ròng ở chứng chỉ quỹ FU, EVF, VND. Cổ phiếu hôm nay, SSC, TIP. Đầu tiên, SSC. SSC ghi nhận doanh thu 6 tháng đầu năm đạt 273,7 tỷ đồng, tăng 151% và lợi nhuận sau thuế đạt 125 tỷ đồng, tăng 155,5% so với cùng kỳ. Kết quả kinh doanh ấn tượng có được là nhờ doanh thu cho thuê đất và phí quản lý tăng mạnh khi SSC bàn giao khoảng 20 hectare đất công nghiệp trong nửa đầu năm 2020. Cho năm 2020, SSC đặt mục tiêu doanh thu đạt 371,5 tỷ đồng, tăng trưởng 13% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 115 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ. Như vậy, công ty đã hoàn thành 74 kế hoạch doanh thu và vượt 87% kế hoạch lợi nhuận. Công ty cổ phần phát triển đô thị công nghiệp số 2 D2D vừa mới thông qua nghị quyết thuê lại đất khu công nghiệp Châu Đức của SSC. Theo đó, D2D sẽ thuê lô đất số 34 của SSC với tổng diện tích 188.500 m². Ước tính số tiền mà D2D sẽ bỏ ra cho việc thuê đất này là 266 tỷ đồng, chưa bao gồm phí quản lý. Chúng tôi dự báo SSC sẽ ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 220 tỷ đồng trong năm 2020, tương ứng với mức tăng trưởng 62% so với cùng kỳ. Chúng tôi đánh giá cao SSC khi doanh nghiệp có lợi thế là sở hữu quỹ đất công nghiệp lớn 1.556 ha, trong đó diện tích đất thương phẩm còn lại khoảng 770 ha. Ngoài ra, SSC cũng sở hữu phần đất dành cho bất động sản dân dụng là khu đô thị Châu Đức 689 ha, trong đó khu dân cư Hữu Phước đã có quy hoạch 1/500 và dự kiến mở bán cuối năm 2020. Triển vọng dài hạn khả quan nhờ làn sóng dịch chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam. Ở mức giá hiện tại, SSC đang được giao dịch với PE dự phóng 2020 là 12.7x, tương ứng EPS dự phóng là 2.191 đồng trên một cổ phiếu. Mức top rating của SSC ở mức 98 điểm, trong đó điểm cơ bản và sức mạnh giá đều trên 80 điểm, cho nên chúng tôi duy trì đánh giá tích cực mức xếp hạng tăng trưởng của cổ phiếu này. Đồ thị giá của SSC tăng về gần mức đỉnh ngắn hạn 28.10 theo mô hình định giá. Chúng tôi cho rằng đồ thị giá của SSC đang bước vào giai đoạn tăng cuối cùng của nhịp sóng tăng trung hạn được hình thành từ tháng 4 năm 2020. Đồng thời, xu hướng ngắn hạn của SSC cũng được nâng lên mức tăng, do đó chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể xem xét mua ở mức giá hiện tại. Giá khuyến nghị 27.8, xu hướng ngắn hạn và xu hướng trung hạn đang là xu hướng tăng. Mục tiêu ngắn hạn 34.42, upside ngắn hạn so với giá hiện tại là 23.81%. Mức cắt lỗ ngắn hạn 26.16, tỷ lệ lãi lỗ trung bình 3.97, thời gian nắm giữ dự kiến khoảng 27 phiên, tỷ trọng giải ngân tối ưu 58.27%. Cổ phiếu tiếp theo, TIP. TIP ghi nhận doanh thu 6 tháng đầu năm đạt 107 tỷ đồng, tăng trưởng 1.85% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 49 tỷ đồng, tăng trưởng 3.4% so với cùng kỳ. Cho năm 2020, TIP đạt kế hoạch doanh thu đạt 151,6 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 70 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ. Như vậy, công ty đã hoàn thành 70% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận. TIP mới đây đã triệu tập đại hội cổ đông bất thường để xin ý kiến cổ đông về việc điều chỉnh các nội dung liên quan đến dự án khu du lịch dịch vụ thương mại và logistics xã Lộ 25, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai và phê duyệt phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu. Các cổ đông đã thông qua việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án từ 743 tỷ đồng lên 2.077 tỷ đồng. Bên cạnh đó, dự án cũng bổ sung mục tiêu đầu tư khu công nghiệp và mục tiêu chung của dự án. Ước tính diện tích khu công nghiệp vào khoảng 170-190 ha. Ngoài ra, diện tích cho khu tái định cư vào khoảng 24 ha.
TIP sẽ phát hành hơn 14 triệu cổ phiếu với giá chào bán là 10.000 đồng trên một cổ phiếu để huy động vốn thực hiện dự án trên. Chúng tôi đánh giá đây là thông tin tích cực đối với cổ phiếu dự án khu dịch vụ, thương mại và logistics tại xã Lộ 25 có vị trí giao thông thuận lợi. TIP đã cho thuê hết đất khu công nghiệp và dự án này sẽ bổ sung thêm quỹ đất mới cho công ty. Ở mức giá hiện tại, cổ phiếu đang được giao dịch với PE kế hoạch là 10.8x, tương ứng với EPS kế hoạch là 2.668 đồng trên một cổ phiếu. Mức tốc rating của TIP ở mức 91 điểm, trong đó điểm cơ bản và sức mạnh giá đều trên 80 điểm, cho nên chúng tôi đánh giá tích cực mức xếp hạng tăng trưởng của cổ phiếu này. Đồ thị giá của TIP đạt mức cao nhất 52 tuần và đồ thị giá có dấu hiệu bước vào giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực. Đồng thời, xu hướng ngắn hạn và xu hướng trung hạn vẫn duy trì mức tăng, đặc biệt là cổ phiếu đang bước vào giai đoạn tăng cuối ở mức kỳ vọng kế tiếp là 33.88. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục nắm giữ hoặc gia tăng tỷ trọng cổ phiếu vào mua mới tại các nhịp điều chỉnh. Về quan điểm thị trường ngắn hạn, chúng tôi cho rằng chỉ số VN Index có thể sẽ duy trì đà tăng hướng về mức 920 điểm trong phiên kế tiếp. Điểm tích cực là dòng tiền ngắn hạn tiếp tục gia tăng cho nên thị trường chưa xảy ra nhịp điều chỉnh mạnh. Nhưng rủi ro ngắn hạn có dấu hiệu gia tăng cho thấy thị trường có thể sẽ sớm xuất hiện nhịp điều chỉnh khi chỉ số VN Index tiến về quanh vùng kháng cự 920. Đồng thời, chỉ báo tâm lý vẫn trong vùng lạc quan, nhưng nếu chỉ báo này suy yếu trong 1-2 phiên tới thì nhiều khả năng kịch bản điều chỉnh có thể được xác lập. Hệ thống chỉ báo xu hướng của chúng tôi vẫn duy trì mức tăng xu hướng ngắn hạn của thị trường chung, do đó chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục, và nếu xem xét mua mới thì chỉ nên xem xét mua ở tỷ trọng thấp do rủi ro ngắn hạn đang có dấu hiệu gia tăng nhẹ. Quý nhà đầu tư có thể tham khảo tín hiệu mua bán tại trang web gsdata.danta.com.vn. Giờ đây là danh mục khuyến nghị ngắn hạn được chúng tôi update hàng ngày. Quý nhà đầu tư có thể theo dõi và lựa chọn cho mình những cổ phiếu phù hợp nhất. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý nhà đầu tư trong bản tin Morning Note sáng ngày 7 tháng 10 năm 2020. Chúc quý nhà đầu tư thành công!